cùng trời ghi điều chờ thèm sao nắng nóng ngàn đông. Ba ơi ba, ba đã đi 18 năm rồi á, mà tụi con vẫn ngân nga bài hát của ba. Hôm nay là tụi con đến đang để làm từ thiện để gửi quà cho các bé nhân trung thu. Tụi con hát cho đứa nhỏ nghe, có thể là đứa nhỏ lần đầu tiên nghe bài hát này, nhưng bài hát này đem lại cho các con những khoảnh khắc nhớ về quê hương, cha mẹ và anh chị em rất là nhiều bé ông nè. Bài hát là bài cái gì? Dạ. Bông bông mặt vàng, quý không? Dạ, cô kính liền. Lấy sợ con rồi, lấy cái lời ra. Dạ, trước khi hát cho con xin được